Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 nữ mạng trong cái năm 2025 năm Bất Tỵ, cũng như là cái vận trình tử vi chi tiết từng tháng từ tháng 1 đến tháng 12 của những người tuổi Kỷ Hợi 1959 sẽ ra sao. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, xem tử vi cho những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 nữ mạng trong năm 2025 sẽ giúp cho quý vị nắm bắt được cái vận hạn của mình trong cái năm này. Đồng thời, khi mà xét về cái lá số tử vi, nó còn đưa ra các phương pháp hóa giải nhanh chóng, chính xác, giúp quý vị phần nào giảm thiểu được những cái điều hung họa, đón được những điều may mắn cắt lành, từ đó giúp cho vận mệnh tài lộc thì được hanh thông, công danh sự nghiệp thì phất lên như diều gặp gió. Theo đó, năm 2025 năm Bất Tỵ là một cái năm mà những người tuổi Kỷ Hợi cũng gặp khá là nhiều khó khăn. Những người tuổi này được dự báo là sẽ phải đối mặt với không ít những cái rắc rối trong cái vận trình của năm nó ẩn tàng, nhiều sóng gió, bởi cục diện là gì Tỵ Hợi là tương xung nó gây ra. Khó có thể đạt được cái mục tiêu đã đề ra nếu không đủ quyết tâm và có những cái suy nghĩ tích cực hơn. Sau đây là cái phần luận giải chi tiết của những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng trong năm 2025 năm Bất Tỵ. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị đã biết đấy, những người tuổi Kỷ Hợi là những người có năm sinh là 1959. Người này có thiên can là Kỷ, địa chi là Hợi. Những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng có lá số là âm nữ nhé. Người này có ngũ hành là Bình Địa Mộc, cung mệnh là cung Khôn thuộc Thổ, được gọi là đạo viện chi chư, có nghĩa là lợn trong thư viện. Có xương con heo, tướng tinh con gấu, con nhà Thanh Đế phú quý. Thưa quý vị, nói chung ấy, nữ giới tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 lúc nhỏ gặp nhiều cái chuyện lận đận lao đao, trung vận và tiền vận thì có cái sự lo buồn cho cái cuộc sống, hậu vận thì mới được an nhàn. Và đây cũng là cái thời điểm tuyệt vời để quý vị mà gì tận hưởng cái tuổi già bên con cháu, bên những người mình thương yêu nhất. Tuy nhiên, dù tiền vận và trung vận hay là hậu vận có nhiều điều phải lo nghĩ, cuộc đời có cái sự đau buồn về cái chuyện tình duyên và sự nghiệp, nhất là về công danh thì luôn gặp phải nhiều cái sự trắc trở khó khăn. Những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng số hưởng thọ trung bình từ 80 đến 93 tuổi, nói chung là đây là một trong con giáp thượng thọ đấy. Nếu ăn ở hiền lành thì được gia tăng thêm nhiều cái phúc đức hơn nữa, còn nếu mà ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm cái tuổi thọ đi. Thưa quý vị, xét về mặt tổng thể thì cái phương diện cuộc sống của những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng có quá nhiều cái biến động trong năm 2025 năm Bất Tỵ, bởi cục diện là Tỵ và Hợi là tương xung. Vậy nên ấy, bản mệnh cần phải hướng bản thân đến những cái điều tích cực, không nên nóng nảy, bi quan, gây ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình. Thưa quý vị, xét về cái địa chi đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta cũng xét về cái thiên can địa chi âm dương ngũ hành. Thì xét về cái mối quan hệ địa chi ấy, chúng ta có Hợi này. Hợi gặp Tỵ đúng không ạ? Tỵ thì cục diện là Tỵ Hợi là tương xung. Gặp cục diện tương xung là án ngữ, tức là trực xung với thái tuế đấy. Vậy nên nó báo hiệu là công việc thì vất vả, gặp nhiều trở ngại. Quý vị mà tự làm thì tự ăn, không có quý nhân phù trợ, tiền bạc thì khó kiếm, trong khi cái nhu cầu chi tiêu thì nó lại gì, nó lại nhiều lên, lại tăng cao đấy. Bên cạnh đó, tình duyên gia đạo thì cũng bất ổn. Vậy nên là gì, quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý và giữ bình tĩnh trong thời gian này. Các cụ nói là gì, thái tuế đương đầu tọa, vô hỷ ắt hữu họa. Cái tai họa có thể xảy đến bất kỳ cứ lúc nào, đặc biệt là với những người bị xung thái tuế như những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng. Vậy nên trong năm 2025 năm Bất Tỵ thì những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm, giúp quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 nữ mạng. Bên cạnh đó, xét về cái mối quan hệ thiên can thì chúng ta có Kỷ mà gặp Ất thì nó là gì? Nó là thất sát hay là thiên quan ấy. Đó. Nói chung ấy, cái hung tinh thất sát nó xuất hiện, nó sẽ không có lợi cho cái con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Kỷ Hợi. Quý vị có thể bị người nào đó gây khó dễ, nhưng mà quý vị cũng đừng nổi nóng hay là to tiếng. Đấy. Năm nay quý vị càng phải giữ chuyện lời ăn tiếng nói, cẩn trọng trong cái cách hành xử của mình. Bên cạnh đó, cái thất sát này nó gây khó khăn trong công việc. Quý vị dễ bị kẻ tiểu nhân ngáng đường cản lối mà gây khó khăn, trắc trở trong cái công việc cũng như trong sự nghiệp của mình. Đó. Thêm nữa,
Trong cái năm Ất Tỵ này thì chúng ta có địa chi tỵ nó ẩn tàng ba thiên can là Bính, Mậu và Canh. Đấy. Chúng ta có kỷ gặp Bính thì nó là chính ấn, kỷ gặp Mậu là kiếp tài và kỷ gặp Canh là thương quan. Như vậy là gì? Trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn còn ẩn chứa những cái hung tinh như là kiếp tài, thương quan. Nhưng mà may mắn lại có các cát tinh là chính ấn. Thì nói chung ấy, chúng ta cùng xét nhé, kỷ gặp Bính thì nó là chính ấn. Nói chung được chính ấn nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên công việc của những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng ấy, nói chung cũng gặp nhiều cái thuận lợi hơn. Thì đây là lúc để quý vị có thể giữ cho mình một cái tinh thần cởi mở. Vì rất có thể quý vị trong thời gian này cũng sẽ dễ nhận được một cái dự án hoặc là một cái sự kiện nào đó mới mẻ, gia tăng thêm cái may mắn và tài lộc cho mình. Bên cạnh đó, chúng ta có kỷ gặp Mậu thì nó là kiếp tài. Cái kiếp tài lâm vận nó cũng khiến cho quý vị cần phải hết sức cẩn thận cái họa tiểu nhân. Dù nỗ lực hoàn thiện bản thân tới đâu ấy, thì quý vị vẫn khó tránh khỏi được những cái cạm bẫy bủa vây xung quanh. Có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh ra lòng đố kỵ, tìm cách hãm hại. Các bạn không nên tin người thái quá, mọi việc thì đều phải tự lực cánh sinh thì sẽ tốt hơn. Thêm nữa, ở trong năm chúng ta lại có kỷ gặp Canh thì nó là thương quan. Cái thương quan nó xuất hiện trong thiên can ẩn tàng, nó gây ra những cái rắc rối khó lường, khiến cho bản mệnh phải phiền lòng, phải bận tâm. Với những người mà còn nặng lòng với chuyện buôn bán kinh doanh, với cái chuyện đầu tư, với công việc ấy, thì cũng cần phải chú ý, cẩn trọng vì rất dễ bị lừa nhé. Đó. Bên cạnh đó, cái thương quan nó gây ra chuyện là tranh quyền đoạt lợi và dễ bị kẻ tiểu nhân ganh ghét đố kỵ hãm hại. Sinh ra để dễ bị mất chức, mất quyền hoặc là gì bị nghỉ việc giữa chừng. Vậy nên, những người tuổi Kỷ Hợi, nữ mạng, đặc biệt trong năm phải chú ý. Và để gia tăng thêm cái may mắn, hóa giải những xung sát thị phi, cái hạn tiểu nhân ám hại do cái gì cục diện tương xung thất sát, cái kiếp tài và cái thương quan nó gây ra. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Kỷ Hợi 1959 nữ mạng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Kỷ Hợi 1959 nữ mạng. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét về cái sao hạn và cái vận hạn của năm. Thì quý vị biết đấy, những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 nữ mạng thì năm 2025 năm Ất Tỵ họ đã là 67 tuổi. Thì 67 tuổi ở nữ mạng gặp cái sao hạn là cái sao Thái Âm, gặp cái hạn năm là cái hạn Huỳnh Tuyền, và năm nay là cái hạn năm Tam Tai đầu tiên của những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng. Đó. Vậy nên quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái sao Thái Âm. Cái sao Thái Âm đây là một cái cát tinh, là một cái sao tốt trong hệ thống cửu diệu, đúng không? Nó là một cái cát tinh, nó hóa khí là tài phú, là phú quý, là tài bạch. Nó chủ về cái chuyện điền trạch, tức là gì? Đất đai ấy, tài sản ấy. Tiền của sao Thái Âm có được là do sự tích lũy dần, một đời tiền bạc thì ổn định. Sao Thái Âm nó thuộc thủy, là tinh túy của nước. Thái Âm nó rất tốt cho phụ nữ. Năm 2025 năm Ất Tỵ thì được sao Thái Âm chiếu mệnh ấy. Vậy nên những gia chủ tuổi Kỷ Hợi nữ mạng thì làm ăn buôn bán thì phát đạt, mọi chuyện thì hanh thông. Cái sao này là tốt nhất vào cái tháng 9 và cái tháng 11 âm lịch nhé. Tháng 9, tháng 11 âm lịch, hai tháng này được quý vị sẽ dễ được lộc hơn. Tiếp theo chúng ta xét về cái hạn năm. Hạn năm thì quý vị gặp cái hạn là cái hạn Huỳnh Tuyền. Huỳnh Tuyền đúng không ạ? Các cụ nói rằng thì Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam khoeo đau mắt đề phòng chân tay. Những người gặp phải cái hạn Huỳnh Tuyền thì thường xuyên gặp những rắc rối. Đấy, các triệu chứng như là gì? Chóng mặt, đau đầu và các bệnh tật không rõ nguyên nhân. Có thể là đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của quý vị. Về mặt sự nghiệp thì trong thời gian này cái hạn Huỳnh Tuyền ấy, nó sẽ gây nguy hiểm và gây những chuyện thất bại trong chuyện kinh doanh, buôn bán, làm ăn. Bên cạnh đó, quý vị dễ dính líu đến pháp luật, đến pháp lý, đặc biệt là làm không nên làm chứng cho những người khác. Vì cái điều này có thể dẫn đến những cái hệ quả khôn lường cho bản thân. Thêm nữa, lại gặp cái hạn tam tai năm thứ 5 năm đầu tiên đúng không ạ? Tam tai năm thứ nhất. Do gì? Bộ tam hợp là Hợi, Mão, Mùi thì gặp 3 năm tam tai liên tiếp là Tỵ, Ngọ, Mùi đúng không ạ? Vậy nên là gì? Cái cục diện tam tai năm đầu ấy nó cũng sẽ khiến cho công việc của quý vị phải đối mặt với khá nhiều cái khó khăn. Thành hay bại là do chính mình quyết định chứ không phải là gì phụ thuộc của bất cứ người khác. Nói chung năm 2025 năm Ất Tỵ thì cũng không thích hợp để cho các bạn đầu tư kinh doanh buôn bán làm ăn. Thêm nữa, cái hạn tam tai nó gây ra nhiều cái bất hòa trong cuộc sống cũng như trong mối quan hệ.
Vậy nên để hóa giải cái hạn huỳnh tuyền cũng như là cái hạn tam tai và mang lại cái may mắn do cái sao thái âm nó trợ mệnh, thì những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng sinh năm 1959, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Chi Nhân. Vạn Phúc Chi Nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó được làm bằng bạc, đúng không ạ? Ở phía dưới nó là một cái viên đá ruby hình của ngọn lửa, tượng trưng cho cái sự may mắn tài lộc. Cái đá ruby nó là một cái loại đá quý trong phong thủy đấy. Nó sẽ gì mang một cái trường năng lượng cao. Khi mang theo bên mình nó sẽ giúp cho quý vị được khỏe mạnh, may mắn và bình an. Đặc biệt thì trên cái Vạn Phúc Chi Nhân có cái chứa chữ vạn và chữ phúc, đúng không? Chữ vạn của nhà Phật tượng trưng cho bạn điều may mắn, vạn sự cát tường. Đấy. Khi mang theo bên mình thì sẽ được thần Phật che chở độ mạng, nó sẽ giúp quý vị hóa giải được những cái vận hạn xấu như là cái hạn huỳnh tuyền, hạn tam tai cũng như là gì, những cái sao hạn xấu, cái sao thái âm và tăng cường cái vận tốt của những sao tốt. Cái Vạn Phúc Chi Nhân đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Vạn Phúc Chi Nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 nữ mạng. Đó. À, thưa quý vị, nói chung ấy, năm 2025 năm Ất Tỵ là một cái năm mà cũng gì gặp thêm nhiều cái chuyện khó khăn nữa. Bên cạnh đó trong năm thì quý vị lại có trường sinh, có lưu niên, lưu niên bệnh, nó nhầm bệnh, lại thêm gì cái sao bệnh phù. Vậy nên là trong năm ấy, quý vị thể trạng rất dễ bị sa sút. Quý vị phải tất bật ngược xuôi nên là dễ bị lao tâm khổ tứ. Lo nghĩ nhiều việc, lại thêm có cái tuổi rồi nên là sức khỏe không được sung túc như trước nữa. Thì ngoài ra ấy, trong năm quý vị có thể gặp phải cái vấn đề về khí huyết lưu thông kém, đặc biệt cần chú ý. Những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng có thể tìm kiếm cái niềm vui trong cái cuộc sống từ gia đình, quây quần bên con cháu hay là tâm sự trò chuyện với những người thân để mơ được giải tỏa đấy. Sức khỏe nhờ vậy thì cũng được sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Bên cạnh đó trong năm đã không nhiều thuận lợi, lại thêm có cục diện là tuế phá, đúng không ạ? Hợi tị là tương xung, xung thế tuế nó án ngữ, thì đây cũng là cái dấu hiệu cho thấy là xung quanh quý vị có nhiều cái kẻ hẹp hòi đố kỵ với cái thành công của quý vị đã gặt hái được, từ đó kiếm cớ gây chuyện và hạ thấp cái uy tín của quý vị. Điều này nó sẽ cực kỳ là bất lợi và quý vị cần phải bình tĩnh để mà ứng phó, không nên để cảm xúc tiêu cực nó kiểm soát cái hành động của mình. Thưa quý vị, nói chung ấy, từ các mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành cũng như là các hệ thống sao chiếu mệnh thì chúng ta thấy năm 2025 xuất hiện không ít những yếu tố bất lợi cho những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng. Nhất là sức khỏe bị giảm mạnh, đấy, đau yếu liên miên, hao tốn về tiền bạc để chữa trị thuốc thang. Tuy nhiên, các phương diện khác thì tương đối ổn định, khung cát thì đan xen, nhưng mà cuộc sống thì cũng không bị xáo trộn quá nhiều. Quý vị cứ yên tâm tận hưởng tuổi già bên con cháu, duy trì cái tinh thần tốt thì sức khỏe mới được cải thiện. Nói chung ấy, năm nay thì cũng có hao tinh nó chiếu mệnh, báo hiệu nhiều báo hiệu cái tiền bạc dễ bị tiêu tán, khó mà tụ. Thậm chí là quý vị dễ vướng vào cái chuyện thị phi kiện tụng mà hao tốn về tiền bạc tích lũy từ trước đó. Bên cạnh đó thì cũng tiêu tốn tiền bạc về cái phương diện sức khỏe nữa. Vì vậy, quý vị hãy cố gắng giữ cái quan hệ với mọi người xung quanh thật tốt, đừng vì quá nóng giận mà gây nên những cái xích mích hoặc là làm tổn thương người khác. Nếu quý vị mà làm mất lòng thì mọi khó khăn nó cũng sẽ xuất hiện và quý vị cũng phải tự lực cánh sinh ấy, không có ai chịu giúp đỡ mình nữa. Thưa quý vị, như vậy là gì? Nói tóm lại thì đối với những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng thì trong năm sẽ may mắn hơn nam mạng nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xét về cái vận hạn chi tiết trong từng tháng, từ tháng 1 đến tháng 12 âm lịch. Xem là tháng nào tốt, tháng nào xấu và những người tuổi Kỷ Hợi nữ mệnh trong cái năm 2025, năm Ất Tỵ thì sẽ gặp những cái vận hạn gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, thì đầu tiên chúng ta xét về cái tháng riêng là tháng Mậu Dần. Thì trong tháng riêng ấy, mặc dù là có thiên đức nó chiếu mệnh, có phúc đức nó chiếu mệnh, đấy, nhưng nó vẫn còn một cái hung tinh là Kình Dương nó ẩn tàng, lại thêm cái lưu niên tuyệt nó ăn ngữ nữa. Vậy nên nó gây ra cái vận khí khá là xấu cho những người tuổi này. Nói chung ấy, tài lộc thì không có dấu hiệu tăng tiến, thậm chí là có nhiều cái thời điểm còn bị giảm sút một cách bất ngờ. Tháng riêng thì nếu mà quý vị duy trì cái thói quen chi tiêu khoa học, tiết kiệm thì cũng có thể là coi là một cái tín hiệu đáng mừng rồi. Đó.
Trong thời gian này thì sức khỏe của quý vị nói chung cũng không có gì đáng phải lo ngại khi mà có sao lực sĩ trợ mệnh. Dù không có cái bệnh nghiêm trọng nhưng mà quý vị cũng cần phải chú ý đến các bệnh vặt do thay đổi thời tiết hay là những bệnh về khí huyết hay là gì nội tiết tố vân vân đó. Tiếp theo chúng ta xếp tháng 2 là tháng Kỷ Mão. Tháng Kỷ Mão thì có lưu niên thai nhập mệnh đó, lại thêm cái lưu niên lộc tồn nó chiếu mệnh nữa. Vậy nên nói chung ấy, cái tháng 2 âm lịch thì nhìn chung cái vận trình của những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng trong cái tháng này khá là ổn định. Quý vị có thể là sống khá là thoải mái dựa vào cái khoản tiền tích góp từ trước đó, từ thời trẻ của mình và những khoản đầu tư vẫn còn đang sinh lời. Nói chung nữ mạng tuổi Kỷ Hợi giỏi quản lý cái chuyện chi tiêu, biết quán xuyến và vun vén nhà cửa, nên là tiền bạc không phải là cái nỗi lo trong thời gian này. Duy chỉ có một cái vấn đề mà quý vị cần chú ý, đó là cái chuyện là lời ăn tiếng nói, tránh cái điều tiếng thị phi đến với mình. Thêm nữa, cái lưu niên điếu khách nó xuất hiện, đấy, nó cũng sẽ mang lại cái điều tiếng thị phi, tạo cho những người khác cái nhìn không được thiện cảm với mình khi mà gì luôn muốn khoe khoang hoặc là khinh người. Các chuyên gia tử vi cũng khuyên các bạn nên chú ý trong chuyện lời ăn tiếng nói, có cách hành xử hợp lý để tránh những cái xung khắc trong các mối quan hệ, thậm chí là khẩu thiệt thị phi làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân. Nói chung ấy, cái vấn đề tiền bạc ở tuổi này rồi quý vị cũng cần phải hết sức tỉnh táo, không nên cả tin mà lại bị lừa gạt mất tiền, đúng không? Nói chung cái tháng này cũng là một cái tháng khá tốt, nó có rất nhiều cái tài tinh cũng như là gì cái các tinh nó chiếu mệnh, thêm nữa lại được cục diện tam hợp nữa, đây là cái tháng có lẽ là gì khá là tốt, tốt nhất năm dành cho quý vị đấy. Tiếp theo chúng ta xét tháng 3 là tháng Canh Thìn. Thì trong tháng 3 Canh Thìn ấy, nói chung ấy, những người tuổi Kỷ Hợi có thể là gì chuẩn bị cái tinh thần để đón nhận những cái tin vui trong cái vận trình tài lộc của mình. Đó là do là gì có lưu niên dưỡng nhập mệnh nó trợ giúp, mà những người tuổi Kỷ Hợi sẽ tìm được nhiều cái cơ hội để thể hiện cái bản thân, từ đó thu hút được những cái kết quả xứng đáng đến với mình. Bên cạnh đó, những người làm ăn kinh doanh thì cũng giữ được chữ tín, nên là được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại tiếp tục hợp tác mua hàng. Quý vị nên chú ý tìm hiểu cái biến động của thị trường và nắm chắc cái thời cơ để mở rộng cái mạng lưới, cái quy mô làm ăn của mình. Tuy nhiên, dù làm ăn thuận lợi thế nào đi chăng nữa, thì quý vị cũng cần phải luôn chú ý đến các tác động xấu của cái hung tinh Đà La và cái quan phủ, cũng như là cái trực phủ. Có thể có những kẻ xấu đang ngấm ngầm tìm cách hãm hại quý vị, nhân lúc các quý vị mà sơ suất, thiếu tập trung. Vì vậy, khi mà ký kết hợp đồng giấy tờ thì quý vị cũng cần phải kiểm tra các thông tin thật kỹ để tránh những cái rắc rối về sau nhé. Đó. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Kỷ Hợi trong thời gian này cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9019 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Kỷ Hợi 1959 nữ mạng. Tiếp theo chúng ta sẽ là tháng 4 âm lịch, nó là tháng Tân Tỵ. Thì trong tháng Tân Tỵ, trong tháng này thì quý vị gì? Nói chung ấy, những người tuổi Kỷ Hợi thì cũng gặp khá nhiều may mắn do được lưu niên trường sinh nó trợ mệnh. Nhưng mà bên cạnh đó thì lại gặp cục diện là gì? Tỵ Hợi tương xung. Lại có thêm phục binh và thái tuế nó ăn ngữ nữa. Nên là cái tháng này là một cái tháng khá nhiều cái khẩu thiệt thị phi. Nói chung ấy, cái cục diện trường sinh nó tốt nhưng nó không gỡ lại được vì rất nhiều sao xấu nó chiếu. Trong tháng này quý vị dễ bị khẩu thiệt thị phi và dễ có bị tiểu nhân hãm hại. Cũng như là gì, mọi công việc thì gặp nhiều cái bế tắc, nhiều cái uể oải. Quý vị cần phải cẩn thận hơn trong công việc đấy, và cẩn thận hơn với trong chuyện tiền bạc của mình. Bên cạnh đó, trong thời gian này khi đi ra ngoài thì quý vị cũng cần phải chú ý sức khỏe, không nên gì lao tâm khổ tứ, không nên suy nghĩ quá nhiều kéo gây tổn hại đến cơ thể, vừa là ức chế lại vừa gì thêm tốn tiền chữa bệnh thuốc thang. Vậy nên trong tháng này thì quý vị nhớ nhé, có cái lưu niên thái tuế và cục diện tương xung là ăn ngữ. Vậy nên là những người tuổi Kỷ Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để được thái tuế tương trợ giúp đỡ, giúp vận trình được may mắn tài lộc hanh thông hơn. Tiếp theo chúng ta xếp tháng 5 là tháng Nhâm Ngọ. Thì trong cái tháng Nhâm Ngọ thì nói chung ấy có cái cát tinh là lưu niên mộc dục nó soi sáng. Nó cũng sẽ đem đến những cái dấu hiệu tích cực trên cái phương diện tình cảm, tài lộc của những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng. Nói chung ấy, trong thời gian này thì cái vấn đề gia đạo, tình duyên sẽ không còn nhiều áp lực khiến cho quý vị phải buồn phiền nữa. Tình cảm vợ chồng thì bền chặt, biết cách vun vén và cùng nhau chia sẻ, đấy, chăm sóc cho nhau, cho con cái. Tuy nhiên,
Cái phương diện tài lộc trong thời gian này thì quý vị cũng cần phải là gì? Có những cái định hướng chính xác. Do là gì? Trong thời gian này thì có cái đại hao và thiên không, nó có thể gây hao tốn tiền bạc của quý vị, khiến cho cái chuyện chi tiêu dễ bị phung phí vào những cái thứ mà không chính đáng. Một số người nông nổi đầu tư thì dễ bị thua lỗ và gây ra những lỗi lầm, khiến cho tình hình tài chính nó bị suy giảm, thậm chí là phải vay mượn mọi người xung quanh. Vì vậy, trong thời gian này quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhé. Lưu ý đến hai cái hung tinh này. Tiếp theo, đến tháng 6 âm lịch, nó là tháng Quý Mùi. Thì trong tháng 6 âm lịch, chúng người tuổi Kỷ Hợi được cục diện là Hợi Mão Mùi là tam hợp. Bên cạnh đó, trong tháng này lại có gì? Có được cái lưu niên khoan đới nó nhập mệnh. Khoan đới nhập mệnh. Nói chung ấy, thì nhìn chung cuộc sống của những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng trong tháng 6 âm lịch thì khá là ổn định. Mọi sự có khó khăn ấy, thì mọi sự có khó dễ đan xen. Chỉ cần quý vị quyết tâm thì sẽ đạt được cái mục tiêu. Bình tâm đối diện với mọi việc sẽ không có gì là quá khó khăn. Một vài cái toan tính làm ăn có thể chưa được như ý, nhưng vạn sự khởi đầu nan. Quý vị có thể chia sẻ với những người thân và gia đình để cùng tìm nhau, cùng nhau tìm cách giải quyết. Trong tháng này quý vị lưu ý nhé, có cái bệnh phù và cái tang môn thì quý vị phải hết sức chú ý về cái sức khỏe của mình. Đó, đặc biệt chăm sóc sức khỏe của mình, tránh để xảy ra những cái chuyện đáng tiếc đấy. Tiếp theo chúng ta xét tháng 7 âm lịch là tháng Giáp Thân. Trong cái tháng 7 âm lịch tháng Giáp Thân thì quý vị có lưu niên lâm quan nhập mệnh, lại thêm cái thiếu âm, hỷ thần và cái sát thiên Việt. Đó, nói chung ấy, cái tháng 7, tháng Bính Thân là một cái tháng cũng khá là tốt đấy. Có lưu niên lâm quan nhập mệnh, nó báo hiệu là những điều kiện tốt lành về tiền bạc dễ có cơ hội là sinh sôi nảy nở. Thế nên những người tuổi Kỷ Hợi nếu mà đang có kế hoạch gì mà muốn thực hiện ấy, thì quý vị nên bắt tay vào hành động ngay, càng sớm càng tốt. Tháng 7 âm lịch cũng khá lý tưởng về cái mặt tài chính, đầu tư thì dễ dàng thu được cái lợi nhuận. Nói chung sẽ là cái tháng mà có lợi về cả cái cạnh tiền bạc đấy. Cho những ai mà kiên nhẫn tìm kiếm cái cơ hội và không ngừng sửa sai rút kinh nghiệm trong suốt cái thời gian vừa qua. Nói chung ấy, trong cái tháng này lại có nhiều cái cutting như là cái thiên Việt, hỷ thần và cái thiếu âm. Thì đây là những cái cutting cũng mang lại cái may mắn, hỗ trợ phần nào cho cái vận trình của những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 nữ mạng nhé. Vậy nên quý vị hãy tận dụng cái thời điểm này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình nhé. Tiếp theo chúng ta xét tháng 8 lịch là tháng Ất Dậu. Tháng 8 lịch Ất Dậu có lưu niên đế vượng nhập mệnh này, lại có quan phù và phi liêm. Nói chung ấy, các tinh đế vượng nó cho thấy là trong thời gian này những người tuổi Dậu ấy, nói chung ấy, các tinh đế vượng nó cho thấy là những người tuổi Kỷ Hợi vẫn luôn có cái cơ hội để gặt hái cái thành công. Cốt là quý vị phát triển theo đúng cái thế mạnh của mình hay không mà thôi. Không sợ gian nan, không sợ vất vả thì sẽ có được tất cả. Thêm vào đó, quý vị hãy hành xử cho phải phép. Như vậy thì mới có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người xung quanh. Nói chung ấy, trong cái tháng này vẫn còn cái quan phù và cái phi liêm nó ẩn tàng. Bên cạnh những cái may mắn trên ấy, thì quý vị cũng cần phải lưu ý là có tiểu nhân luôn rình rập. Quý vị cần phải chú ý từng cái hành động, lời ăn tiếng nói của mình, đề phòng những cái bất trắc, tránh để tiểu nhân nắm được cái sơ hở trong tay. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc ấy, thì những người tuổi Kỷ Hợi hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Tiếp theo chúng ta xét tháng 9 âm lịch là tháng Bính Tuất. Tháng Bính Tuất thì có liên liên suy, lại có thêm tử phù và tấu thư. Nói chung ấy, trong cái tháng 9 âm lịch thì vận trình của những người tuổi Kỷ Hợi nói chung ấy phải đối mặt với nhiều cảm xúc thay đổi khó lường, trạng thái tinh thần thì không được hăng hái. Quý vị cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho cái tư tưởng của mình, không nên vì một chút rắc rối bất chợt xảy ra mà lại thành ra là bi quan chán nản, thậm chí là bỏ cuộc. Bên cạnh đó, cái hung tinh tử phù nó cũng khiến cho quý vị luôn tránh cái việc là giao lưu, hợp tác với mọi người. Cái thái độ làm việc thì bảo thủ, cứng đầu, chỉ thích làm việc theo cái ý của mình. Điều này nó cũng sẽ gây ảnh hưởng nhiều cho những người xung quanh, thậm chí làm xấu đi các mối quan hệ của quý vị. Đó. May mắn là gì? Vẫn còn cái tấu thư nó gỡ lại một chút cái may mắn cho quý vị trong thời gian tới. Tiếp theo chúng ta xét tháng 10 là tháng Đinh Hợi. Trong cái tháng này lại có lưu niên bệnh nó nhập mệnh này, lại có tuế phá và tướng quân. Nói chung ấy, lại gặp cục diện là tự hình nữa. Nên là trong tháng 10 âm lịch thì đây là một cái tháng mà quý vị cũng cần phải hết sức chú ý đến cái sức khỏe của mình. Tình hình sức khỏe của những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng sẽ không quá là khả quan. Điểm báo tử vi cho thấy là sức khỏe của quý vị bị ảnh hưởng nhiều bởi những yếu tố ngoại cảnh nó tác động,
bệnh cũ thì dễ tái phát, những cái triệu chứng suy nhược, kém ăn, kém ngủ nó cũng sẽ thường xuyên xuất hiện hơn. Quý vị cũng không nên làm việc quá sức. Nếu mà thấy cơ thể có cảnh báo thì cũng cần chữa trị kịp thời, không nên cố chịu đựng. Thì ngoài ra cũng có sự ảnh hưởng của cục diện lưu niên tuế phá. Vậy nên là nó cũng ảnh hưởng khá là mạnh, gây ra những cái hao tốn về tiền bạc. Cầu tài thì cũng gặp khó khăn, mưu sự thì gặp gành, khó tránh phải nợ nần, vay mượn. Thì ngoài ra nó cũng có nghĩa là hao tổn về tinh lực, về sinh lực, tốn tiền bạc vì cái sức khỏe, vì bệnh tật. Vậy nên quý vị cần phải hết sức lưu ý trong thời gian này, đặc biệt là vấn đề về sức khỏe nhé. Tiếp theo chúng ta xếp tháng 11 là tháng Mậu Tý. Thì trong cái tháng 11 Mậu Tý chúng ta có lưu niên tử nhập mệnh này, lại thêm cái tiểu hao này. Đó. Nói chung ấy, trong thời gian này lưu niên tử nó khiến cho công việc của quý vị gặp nhiều cái sự cố bất ngờ. Quý vị hãy nghiêm túc và bình tĩnh tìm ra cái phương pháp giải quyết phù hợp cho mình. Thì ngoài ra quý vị cũng cần phải hạn chế suy diễn, làm phức tạp hóa các vấn đề. Quý vị hãy học cách đánh giá sự việc trên nhiều cái góc độ khác nhau, đừng có quá cố chấp nữa. Như vậy thì quý vị sẽ nhanh chóng tìm ra cái hướng đi phù hợp. Tuy nhiên, trong thời gian này không chỉ hoàn toàn là hung tinh, thì nó vẫn còn có cái Long Đức này, vẫn còn cái Thiên Khôi. Thì đây là được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Chỉ cần quý vị nỗ lực làm đến cùng và kiên trì với cái mục tiêu của mình thì cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nói chung ấy, khi được quý nhân tương trợ giúp đỡ, tuy cái vận may nó hơi yếu một chút nhưng mà nó vẫn sẽ giúp cho quý vị bứt phá được những cái khó khăn và gì trở nên thuận lợi hanh thông trong vận trình tài lộc và sự nghiệp của mình. Giúp quý vị có thể là xoay chuyển được cái tình thế éo le trong cái thời điểm hiện tại. Đó. Vì vậy mà quý vị hãy luôn nhớ nhé, để gia tăng thêm cái vận may do được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì những người tuổi Kỷ Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Tiếp theo chúng ta sẽ tháng 12 âm lịch, nó là tháng Kỷ Sửu. Thưa quý vị, trong cái tháng 12 âm lịch thì cái vận trình của những người tuổi Kỷ Hợi ấy nó chịu đồng thời cái sự ảnh hưởng của cái Bạch Hổ hung tinh cũng như là gì? Cái lưu niên Mộ nó nhập mệnh. Vậy nên nó cũng sẽ tác động khiến cho cái tiểu nhân nó ẩn tàng. Nói chung trong thời gian này thì các bạn cần phải tạo ra cái sự cảnh giác cao với các mối quan hệ hợp tác hay là gì làm ăn đầu tư mờ ám. Thông tin thì cũng cần phải được kiểm chứng rõ ràng, quý vị không vội tin cái lời mời chào dụ ngoạt của ai đó quá nhanh. Bên cạnh đó, sức khỏe trong thời gian này cũng cần được quan tâm nhiều hơn nữa. Quý vị cần đề phòng các bệnh về nội tiết, về thần kinh hay là những hoại huyết quan. Quý vị cũng cần phải cẩn thận hơn khi mà tham gia giao thông, kẻo lại gặp những cái tai nạn bất ngờ. Bên cạnh đó, quý vị nên thăm khám sức khỏe định kỳ thường xuyên để chủ động phát hiện và điều trị những cái bệnh sớm nhất có thể. Nói chung trong tháng cuối năm, mặc dù là có hung tinh chiếu mệnh, nó vẫn còn có ông Thanh Long này. Đấy, cũng như là gì Tỷ Kiên, Thực Thần, Thiên Tài thì nó cũng sẽ giúp hóa giải cái phần nào cái hung họa này đi. Thưa quý vị, như vậy là gì? Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình tử vi chi tiết của những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 nữ mạng trong cái năm 2025 năm Bất Tỵ, cũng như là cái vận trình của họ trong chi tiết từng tháng. Hy vọng những cái chia sẻ của Tử Thông sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn nắm bắt được cái vận thế của mình trong năm 2025, cũng như là nắm được cái vận mệnh chi tiết trong từng tháng. Từ đó để quý vị có được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc, trong cuộc sống, giúp quý vị gì hóa cát, xu cát tị hung và mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời đến với mình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.